các bạn ơi. To rồi, táo to rồi, bự rồi. Trời, không có ánh sáng nè, tối quá. Mè to rồi, cái mè to rồi. To bự. Trời bá. Ok. Cái mày to các bạn ơi. Ôi, trời ơi, mày trắng. Con này 2,5 kg. Bá luôn. Trời trời, to nè. Ủa to nè. Đã chưa? Đã các bạn ơi. Mày trắng. Con này 2,5 kg á. Vậy. Con này 3,5 kg á. Quá to các bạn ơi. Vậy các bạn. À. Con này có 3,5 kg á. Đó chưa nè. Nào giờ mới thấy con cạch mè trắng mò. Trời trời. Con này chắc 3,5 kg á các bạn ơi. Không nhỏ à. Con này thằng chạy được. Con này. Quá to quá to. Quá phê. Ngay chỗ đó là ngay chỗ hiểm của nó luôn nè. Dính 2 lưỡi luôn, chạy lần nào nữa. Cái dãy này là khó, không phải xảy đâu nè. Ủa to kìa. Má cái tay đau. Tay đang bị cùi. Mày trắng có to các bạn ơi. Quá phê, quá đã. Móc. Móc cái cứng coi đó nó mới không xảy. Trời ơi. Khoan, nhập tấm hình đi. Dơ quá, dơ quá. Cho để ôm vô, ôm vô, ôm vô. Hai người ôm vô. Ok. Hai cho hai hôm nay cho hai mạng lên top. Quá to quá to. Ok các bạn nha. Lên cái các bạn ơi. Cho mình quay luôn. Nhỏ ông ơi, chạy chi. Mới quăng cái đòn xuống mà. Dở gì? Dở luôn cu dở đó. Phi cá của phi. Phi. Phi nha các bạn. Ok nha. Có cá mình sẽ quay cho các bạn xem tiếp. Con cá các bạn ơi. Bự mạnh.
này nha các bạn. Chào các bạn nha, có clip mình sẽ quay cho các bạn xem. Rồi, ok.